3 level tập kéo gầm. Trong thi đấu sân 5, gầm là bộ phận được chúng ta sử dụng rất nhiều để chặn bóng và kéo bóng. Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn 3 bài tập gầm mà mình hay tập. Sáng nay trời đẹp, mình mang đôi tất dệt kim co giãn này. Tất ôm chân mang vào khá thoải mái. Đôi tất ok thế này mà giá còn rẻ hơn cả một ly cà phê. Ok, khởi động nhẹ xong rồi thì chúng ta tới với các bài tập hôm nay. Bài 1, đạp bóng tại chỗ. Bài này thì mình cũng làm video nhiều lần rồi. Các bạn nhảy dùng gầm đạp lên trái bóng như mình làm mẫu. Bài này thì cứ tập từ 3 đến 5 phút hoặc là tập thêm, tùy thể lực mỗi người. Tập bài này các bạn đừng nghĩ không mệt nha. Các bạn nhảy liên tục như vậy thì cũng luyện cơ bắp chân rất tốt. Bài thứ 2, kéo gầm tại chỗ. Bài này là phát triển thêm từ bài 1. Các bạn cũng đứng tại chỗ nhưng dùng gầm kéo bóng qua lại, thay vì chỉ đạp lên bóng như bài 1. Cứ kiên trì tập luyện từ chậm tới nhanh nha anh em. Mọi người cũng tập từ 3 tới 5 phút rồi đổi bài. 3 tới 5 phút ngó vậy chứ dài lắm anh em, tập mỏi chân luôn á. Các bài này luyện cảm giác bóng rất ok nha anh em. Lên sân anh em cũng có thể dùng bài này để khởi động, nhìn cũng khá là nguy hiểm. Ok, bây giờ chúng ta qua bài 3, kéo gầm di chuyển. Ở bài này chúng ta không đứng một chỗ nữa, mà chúng ta kéo bóng bằng gầm và mình di chuyển theo bóng. Bài này ban đầu anh em kéo chậm chậm thôi nha. Khi thuần thục rồi á thì hãy kéo nhanh. Luyện bài này hỗ trợ cho việc kéo gầm qua người trong thi đấu rất là ok. Đặc biệt là các tình huống đối mặt với thủ môn. Bài này cũng tập từ 3 tới 5 phút. Sau đó nghỉ 30 giây rồi chuyển qua bài khác. Các bạn lên sân hay thấy một số cầu thủ kéo bóng rất đỉnh thì thực ra người ta cũng đã tập luyện rất nhiều rồi đó các bạn, chứ không phải ngẫu nhiên mà người ta làm được đâu. Ok, vậy là xong 3 bài nhé. Nếu anh em nào muốn tham khảo đôi tất này á thì mình để link ở trên video này nha. Mọi người cùng xem ở trên đó. Ngoài ra thì mình còn cung cấp rất là nhiều các loại tất thi đấu khác như là tất AK như các bạn đang thấy. Hoặc dòng chống trượt cao cấp hơn, đó là AK Pro. Đây là dòng tất có thiết kế chống trượt rất là ok. Mang vào nhìn đẹp trai hẳn. Ngoài ra các bạn cũng có thể sắm túi thi đấu. Đây là dòng túi thi đấu AK rất được anh em ưa chuộng. Hoặc như mẫu túi dù này cũng rất tiện lợi, có cả ngăn nhỏ để đựng bóp ví và điện thoại. Em xem link ở đây nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào các bạn.